Quý vị và các bạn thân mến, trong 4 ngày qua, đoàn cán bộ thành phố Cần Thơ do ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dẫn đầu đã đến thăm hữu nghị các đơn vị bạn thuộc Vương quốc Campuchia năm 2022. Chuyến đi kết thúc với nhiều thành công về mặt quan hệ ngoại giao và giao lưu, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với nước bạn Campuchia. Trong 4 ngày vượt hơn 3.000 km, đoàn cán bộ Cần Thơ đã đến thăm và làm việc với nhiều đơn vị thuộc quân đội hoàng gia Campuchia và các tỉnh thành. Tại mỗi nơi đến, các thống tướng, đại tướng cùng hàng trăm tướng lĩnh sĩ quan cao cấp của nước bạn đều tổ chức đón tiếp với những nghi thức trân trọng nhất. Điều đó thể hiện sự quý mến, tôn trọng và cho thấy mối quan hệ giữa thủ phủ miền Tây và đất nước Chùa Tháp rất thắt chặt và thấm tình hữu nghị anh em. Khi còn trẻ, tôi đã từng được Cần Thơ tài trợ để học tập trưởng thành. Xây dựng trụ sở Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Campuchia, Việt Nam đã tài trợ xây dựng hơn 1 triệu mỹ kim, trong đó có sự đóng góp rất lớn của thành phố Cần Thơ. Từ năm 2012 cho đến nay, Cục cũng kết hợp với Cần Thơ thực hiện nhiều chương trình nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí cho gần cả 100.000 người nghèo. Khi gặp gỡ Đại tướng Hun Manet, Đại tướng Nuprot Nimon, Thống tướng Sao Sokha, Thống tướng Sokvon, Thiếu tướng Hen Bunty và chính quyền tỉnh Kampongchanan, Resthihanouk đều ca ngợi tấm lòng của Cần Thơ dành cho từng đơn vị và từng địa phương. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Cần Thơ đã tài trợ nhiều vật tư, thiết bị y tế, lương thực với trị giá trên 40.000 đô la Mỹ cho nước bạn. Tính từ năm 2006 đến nay, Cần Thơ đã tài trợ cho Campuchia gần 3 triệu đô la Mỹ để thực hiện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cấp học bổng, vật tư y tế, lương thực, hỗ trợ xây dựng trụ sở quân đội, các hoạt động quốc phòng an ninh. Cần Thơ cũng tổ chức nhiều đoàn ngoại giao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, xúc tiến du lịch và đầu tư với nước bạn. Cần Thơ có thế mạnh về công nghệ thông tin, về an ninh mạng cũng như cách thức phòng chống ma túy ở vùng nông thôn rất hiệu quả. Chúng tôi mong muốn các bạn hỗ trợ để chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, làm tổn hại đến tình cảm và mối quan hệ hòa bình của hai quốc gia. Cần Thơ đã hỗ trợ 31 suất học bổng cho 27 sinh viên Campuchia theo học tại trường Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ trên 200.000 đô la Mỹ. Cần Thơ cũng là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong chế biến nông sản. Do đó, chúng tôi rất mong muốn được chuyển giao kỹ thuật khoa học công nghệ, kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực này, đồng thời hỗ trợ thêm cho con em Campuchia đến học tại các trường đại học ở Cần Thơ. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang thị trường Campuchia đạt 38 triệu đô la Mỹ. Riêng 3 tháng đầu năm nay là 15 triệu 670 ngàn đô la Mỹ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhận thấy cần đẩy mạnh giao thương để tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai bên. Đối với các đề nghị từ phía nước bạn, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cam kết sẽ phối hợp cùng các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, các ngành hữu quan, các tổ chức và mạnh thường quân Việt Nam để giúp đỡ nhân dân Campuchia. Trong cái thời gian tới, cũng rất mong có cái sự kết nối để cho các đơn vị, các địa phương của Campuchia có cái sự hợp tác nhất là hợp tác về phát triển kinh tế với Cần Thơ, với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để làm sao là tăng cái kim ngạch xuất nhập khẩu lên, tiếp tục có cái sự phối hợp với Cần Thơ đẩy mạnh các cái hoạt động như là hoạt động về giáo dục, rồi là y tế, rồi đặc biệt là các cái hoạt động giao lưu về văn hóa, thể thao để là tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa là các địa phương của Campuchia với thành phố Cần Thơ. Trong chuyến ngoại giao lần này, doanh nghiệp Cần Thơ đã ký kết biên bản hợp tác đầu tư chế biến thực phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu nuôi trồng thủy sản và mở rộng địa bàn tiêu thụ. Cần Thơ cũng tài trợ khoảng 100.000 đô la Mỹ và trao hơn 20 phần quà có ý nghĩa cho các lực lượng quân đội và địa phương để thực hiện các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho người Campuchia, kiều bào Cần Thơ còn gặp khó khăn. Cần Thơ cũng trao tặng trên 300 suất quà của công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa trị giá hơn 100 triệu đồng cho các tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ của quân đội hoàng gia Campuchia.